Rồi, hôm nay ngày cuối cùng mùa vụ của anh Chiêu Tiền Hang ăn. Thì quay được anh này là từ hồi đầu mùa quay được một cái, bây giờ cuối mùa quay được một cái nữa nha. Khó gặp quá. Đó thì giờ gặp đang kéo đường nước. Thì đường nước này ông chủ ruộng ông kêu kéo quá khích anh em ơi. Nè. Ông kêu kéo quá khích luôn, ông cầm bẹo ngay đầu rẳng anh em thấy không? Ông cầm nhỏ xíu à. Mấy cây trắng trắng á. Cái này tầm 3,5 m một đường à, 4 m gì à. Sình quá nên anh chạy cũng chậm chậm á. Cuối mùa vụ rồi nha anh em, một ngày cuối cùng nữa là hết quay nha anh em, hết máy rồi, keo máy hết rồi. Đó. Chạy nhanh lên coi, chạy chậm quá sao quay được. Mình biết rồi. Chạy nhanh sợ giạt với cái bùn qua cái đường lắp đường nước bên đây. Tại đường nhỏ quá nên không chạy nhanh được nha. Chạy nhanh nó giạt bùn qua lắp đường cũ. Đó thì hết mùa thì anh em muốn đặt hàng dụng cụ trạt đất thì alo, giờ nó ngày mai nó sẽ tiến hành làm được rồi nha anh em. Thì hổm rồi anh em điện rất là nhiều và cũng cố gắng chờ đợi ha. Thì ngày mai nó sẽ tiến hành làm giao cho anh em nha. Ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, 2-3 bữa nữa là nó về đó. Đám này bùn quá lên. Cái đường nhỏ quá, chủ ruộng cầm đường quá nhỏ. Nước không luôn à. Đó, chạy nhanh quá thì nó giạt qua lắp đường kia nha. Nên không chạy nhanh được nha anh em, nó tràn bùn qua đó. Đó, có tàu dừa nó vuốt theo nha anh em, càng dài càng tốt nha, càng dài càng tốt, nó vuốt theo. Đám này cũng tương đối quá là bùng đó, nên sẽ kéo về cũng tạm ổn nha. Nè, tàu dừa nó quanh cua nó vuốt nè. Không có tàu dừa thì nó cũng có đường ngang nhưng mà chắc không ổn hơn không. Thì ảnh kéo xong đám này ảnh qua đám kế bên trạt đất mình quay ảnh cách trạt đất của ảnh anh em xem nha. Nay bị đau họng anh em ơi. Nay bị đau họng mà cố gắng đi quay cho anh em xem á, tại ngày cuối rồi. Bị rè lo anh em ơi. Lo phát thanh bị rè rè rồi. Đó, bán dụng cụ thì gồm có lết ghế ngồi, trạt, tấm ván trạt răng cưa và kéo đường nước và cặp bánh. Nếu anh em nào có muốn đặt trọn bộ như vậy thì luôn đầu máy luôn đuôi thì luôn đuôi hộp số thì cũng có luôn nha. Thì đi mua giùm anh em thôi chứ không có sao hết, mua đủ bộ luôn. Thì giá của động cơ thì có sẵn rồi ha, giá Kubota thì có sẵn ha, chỉ đi mua về là ráp lên là giao anh em thôi. Anh em muốn đặt trọn bộ là có luôn nha. Nói chung là alo đi ha, alo để được tư vấn nha. Gặp ngay thằng Chiêu Tràng Hang. Quá đã ta, quá đã luôn kìa anh em ơi. Rồi lẻ đường rồi, kéo lên đỉnh là phải kéo xuống đây nữa mới qua máy đầu kêu luôn quá. Rồi qua máy luôn anh em ơi, xong kéo đường rồi. Chắc là qua bên đây tháo kéo đường ra để trạt đám này nha.
Năm này thì máy tàn hang mới xới xong chứ không phải máy lớn nha. Rồi sẽ chắc là vuốt sửa đất lại nha. Hoài chút chốt đây. À, giới thiệu anh em ơi, anh em muốn đặt cầm lên, muốn đặt này thì alo. Có nghe gì đâu, quay mặt đây nè. Anh em nào có đặt thì ula số phone trên tiêu đề ha. Ừ. Đó, kéo. Rồi đó, kéo thực tế ngoài đồng cho anh em xem nha. Vậy là anh em muốn mua thì alo số phone tiêu đề ha. Giờ thì nó qua đây nó tạt đám đất này nha. Đây bự nha, chất lượng nha, tiền nào của nó nha anh em. Dài 7 thất rưỡi nha, sắt mạ kẽm dày 3.2 nha. Tiền nào của nấy anh em ơi. Có những chỗ khác bán chừng 300 ngàn cũng có nữa mà cục đúng rồi.